Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 67, phẩm vào Pháp giới thứ 39. 20. Ngoại đạo biến hành, phó thác thứ 10, chân thật hạnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử đã nghe được Pháp ở chỗ yêu bà Di bất động rồi chuyên tâm nghĩ nhớ tất cả những lời dạy. Thầy đều tin thọ suy ngẫm quán sát từ từ đi du hành, xuyên qua quốc gia thôn xóm, đến thành Đô Tát La, lúc mặt trời lặn, vào trong thành đó đến các ngã tư đường đi khắp nơi tìm kiếm vị ngoại đạo biến hành phía đông thành đó có núi tên là thiện đức vào lúc nửa đêm thiện tài đồng tử thấy cỏ cây đồi núi cao chót vót trên đỉnh núi đó quang minh chiếu sáng như mặt trời mới mọc thấy việc đó rồi sinh đại hoan hỉ bèn nghĩ như vậy tôi sẽ gặp được vị thiện tri thức này bèn ra khỏi thành mà lên núi đó thấy vị ngoại đạo đó ở chỗ bằng phẳng trên núi đang đi kinh hành sắc tướng viên mãn vai quang chiếu sáng đại phạm thiên vương không thể bằng được có 10.000 phạm chúng vây quanh. Thiện tài đồng tử bèn đi đến, đảnh lễ vị ngoại đạo biến hành, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi ở trước chắp tay bạch rằng, Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Ngoại đạo biến hành nói, lành thay, lành thay, thiện nam tử, ta đã an trụ đến tất cả nơi bồ tát hạnh đã thành tựu môn tam muội quán khắp thế gian đã thành tựu sức thần thông không nương không làm đã thành tựu môn bát nhã ba la mật phổ môn Thiện nam tử ta ở khắp đủ thứ phương sở trong thế gian, đủ thứ hình tướng, đủ thứ hạnh giải, đủ thứ sinh tử, đủ thứ các loài. Đó là loài trời, loài rồng, loài dạ xoa, cản thát bà, atula, ca la, khẩn na la, ma hầu na già, địa ngục xúc sinh, loài diêm la vương, loài người, chẳng phải loài người, tất cả các loài hoặc trụ các kiến hoặc tin nhị thừa hoặc lại tin ưa đạo đại thừa. Trong tất cả các chúng sinh như vậy, ta dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ trí môn mà làm lợi ích. Đó là hoặc vì họ diễn nói đủ thứ kỹ nghệ tất cả thế gian khiến cho họ được đầy đủ tất cả xảo thuật đà la ni trí, hoặc vì họ diễn nói phương tiện bốn pháp nhiếp khiến cho họ được đầy đủ đạo nhất thiết trí, hoặc vì họ diễn nói các ba la mật khiến cho họ hồi hướng bậc nhất thiết trí hoặc vì họ khen ngợi tâm đại bồ đề khiến cho họ chẳng mất tâm vô thượng đạo, hoặc vì họ khen ngợi các bồ tát hạnh khiến cho họ đầy đủ cõi nước Phật thanh tịnh độ chúng sinh nguyện, hoặc vì họ diễn nói tạo các hạnh ác